Dạ, em xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay em quay tiếp mẹ vàng để giao lưu với anh em mình nha. Và đầu video thì em sẽ quay tước một cái loại giảo thủ đức này nha anh em. Đó là một cái lô mai phôi quấn ghế hình gắn ha. Và cuối video thì em sẽ lên một số cây mai vàng đánh mã số để cho anh em mình dễ chọn lựa luôn nha. Thì cái loại này cây hiện tại đã ghép được 2,5 mùa nha anh em. Cây thì đã liền thân liền cốt như thế này hết ha. Số lượng cây thì cái loại này hiện tại bây giờ là còn 150 cây nha anh em. Anh em lấy từ cái số lượng 50 cây á, thì cũng gọi alo trực tiếp vô số điện thoại tên phần tiêu đề thì em sẽ tính cho anh em một cái giá nó nhẹ hơn. Cây rất là đều luôn nha anh em. Giá là 120.000 đồng một cây, 2 cây gửi hàng, 5 cây sẽ được bao ship. Đối với những anh em á lấy từ cái số lượng 50 cây thì em sẽ tính cho anh em một cái giá nó nhẹ hơn ha, đồng thời sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha. Còn từ cái số lượng 2 tới 4 cây thì em chỉ gửi hàng đi cho anh em mình thôi ha. Cây rất là mướt luôn nha anh em. Cái lô này toàn bộ là củ đẹp hết ha. Củ à. Cái lô này cây nhìn rất là cứng cáp ha anh em. Cái vàng nụ của nó rất là đẹp ha. Nụ to vàng mập. Nụ như thế này thì chờ ngày lặt lá xuống lá xong mình chơi Tết thôi nha anh em. Củ dưới đây nè. Củ đế thì cây nào cũng đều được xử lý đế ha, quấn đế cũ nó nở đều như thế này nha. Cây hiện tại đang nằm trong một cái thùng C7 nha anh em. Cái này về anh em sang vô một cái chậu 2 tấc 2,5 tấc thì cứ gút xé nguyên cái bầu này ra nè, đặt cây vô thôi ha, thêm tấu và sơ dừa thì anh em cứ vô thôi nha, chứ cái bầu cũ này mình không cần bỏ bớt nha anh em. Cành nhánh nó dàn xương nó rất là cứng ha. Gốc nó nở nè. Cái cốt của nó ở đây, cái cốt của nó ở đây thì nó bằng ngón tay tỏ mình nha anh em. Đây nó lớn hơn ngón tay tỏ nhưng mà em sẽ báo cho anh em á là bằng cái ngón tay tỏ mình thôi nha, báo tự hao nha anh em. Còn cái cũ của nó thì nó lớn hơn ngón tay cái mình rất là nhiều ha. Cây thân cốt dặn lắc lên nè, nhìn rất là lực cây nha anh em. Cái lô này cũ đẹp thì em sẽ quay kỹ, quay nhiều cây để cho anh em mình xem từng cây, từng cái loại cũ luôn ha. Cây thì đã ghép liền thân liền cốt ha. Cũ nè, cốt nè, vẫn bự hơn ngón tay tỏ mình ha. Nhưng mà em sẽ báo cho anh em là bằng ngón tay tỏ mình thôi nha. Cây chia cành đóng rất là đều luôn nha anh em. Giảo thủ đất thì anh em rất là quen thuộc với cái dòng này rồi. Mặt bông của nó thì nó sẽ dao động cho từ 8 tới 12 cánh, bông to vàng đậm rất là đẹp nha anh em. Nụ nó nè, có một khúc đọt ngoài đây mà nụ nó 4-5 cái nụ ở đây nha anh em. Quá nụ luôn cái lô này ha. Chiều cao của cây, chiều cao thì nó sẽ dao động cho từ 4 tấc cho tới 4 tấc rưỡi nha anh em. Như cây bên đây nè, 2-4 ha, 2 gang tay nó khoảng 4 tấc nha anh em. Còn cây bên đây là 2 gang tay mà dư một khúc trên đây thì em sẽ báo cho anh em từ 4 tấc cho tới 4 tấc rưỡi ha. Củ cây nào nó cũng quái đều hết như thế này nha anh em. Giá là 120.000 đồng một cây nha anh em. 2 cây gửi hàng, 5 cây thì sẽ được bao ship. Đối với những anh em á, lấy cái số lượng từ 2 cho tới 4 cây, khi mà anh em đặt hàng, gửi hàng tới thì nó sẽ phát sinh thêm phần tiền ship 40-50 ngàn gì đó, tùy tỉnh tùy miền thì anh em thanh toán thêm phần tiền ship, chứ cái số lượng cây thì nó quá ít nha anh em. Bao ship luôn rồi cộng thêm cái tiền thùng nữa thì chạy ra là cái tiền cây này nó còn rất là rẻ ha. Em sẽ không có lợi nên em sẽ không có bao ship cho anh em mình được nha. Còn anh em nào lấy cái số lượng 50 cây để về mà anh em kinh doanh á thì cũng alo trực tiếp vô số điện thoại tên phần tiêu đề đi, thì em sẽ tính cho anh em một cái giá nó nhẹ hơn, đồng thời sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha. Cái lô này số lượng cây nó không có nhiều ha anh em. Nó có 150 cây mà nó quái cũ nè. Thân cốt dặn lắc cũ quái như thế này ha. Cũ rất là đẹp nha anh em. Hôm nay cái loại này nhiều anh em cũng tìm cái loại này, cho nên vườn em thì hiện tại bây giờ loại này cũng không còn số lượng nhiều cái loại này ha. Đi cành đóng rất là sát luôn. Cũ lớn hơn tay cái nè ha. Lớn hơn ngón tay cái luôn ha.
cành nhánh rất là đẹp nha anh em. Còn dình mà lá nó vô giai đoạn cuối năm mà cái mà cây nó sung mà cái dàn lá đó nè. Còn dày cui mà nó xanh cảo nhìn rất là đã ha. Nụ mà em cầm máy quay xa ra mà nó đơm lên nhịn dần ngính luôn nè anh em. Cụ quái ha. Rồi thì em sẽ qua tiếp một cái lô phôi tiếp theo luôn nha anh em. Còn đây mình sẽ qua tiếp một cái loại tiếp theo nha anh em. Cái loại này là mai quắn rễ hình gắn ha. Cây thì đã vô bầu thành phẩm như thế này. Giá là 100 ngàn đồng một cây nha anh em. 2 cây gửi hàng, 5 cây sẽ được bao ship. Anh em có thể lấy chung như thế này. 2 cây quắn rễ hình gắn, 3 cây giảo Thủ Đức gộp chung lại. Làm sao mà đủ cái số lượng 5 cây thì cũng sẽ bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn ha. Cái lô này quắn rễ rất là quái luôn anh em. Cây thì đã vô bầu hôm nay đã gần 2 tháng rồi nè. Lên tược như thế này ha. Quá tí quái luôn nè. Rồi thì em sẽ vô báo kích thước cho anh em mình luôn nha. Cái lô này á, cái kích cỡ gốc của nó thì nó sẽ có hai cỡ nha anh em. Như cây bên đây là nó em ngón tay út mình một tí ha. Còn cây bên đây thì nó sẽ bằng ngón tay út của mình nha. Có gì anh em nhớ kích cỡ giùm em nha. Để khi mà em gửi hàng tới anh em cứ khui hàng ra anh em kiểm tra. Cứ căn theo cái kích thước mà em đã báo cho anh em tin video thì mình chỉ nhận hàng thôi nha anh em. Nó sẽ dao động từ có hai cỡ, nhỏ hơn ngón tay út một tí. Như ngón tay út này là 10 điểm thì nó sẽ gớt lại là khoảng 2 điểm nha anh em, thì nó còn 8 điểm ha. Và bằng cái ngón tay út của mình nha. Cây hiện tại đang nằm trong một cái bầu C6 mà nó cứng C luôn nè anh em. Rất là quái ha. Còn cái mặt bông á, thì em sẽ không có bao cho anh em á, là cúc ghim hay là giảo ghim gì hết nha. Cái này hồi trước là em làm ra em bán sản phẩm nha anh em. Chủ yếu là để bán phôi. Thì á, em không có lựa cái mặt bông ha. Nhưng mà bây giờ em sẽ chốt lại cho anh em một cái. Bông của nó thì nó sẽ dao động cho từ 5 cho tới 12 cánh á. Vậy cho nó dễ ha. Cái lô quấn rễ hình gắn này lô rất là đẹp nha anh em. Còn cái chiều cao của cây thì em đã cắt đều xuống là còn 4 tấc như thế này nha anh em. Cái chiều cao của cây thì nó còn đều 4 tấc như vậy hết ha. Cây nào thì cũng đã quấn rễ hình gắn nè. Cây nào nó cũng quái đều như thế này hết nha. Quá tí quái luôn. Cái này về anh em nếu như mà anh em á ghép ha. Có thể mình cắt liền ngay đây nè. Ghép vô cúc thọ hương những cái giống mà anh em thích thì anh em có thể ghép liền luôn rồi ha. Tại vì cây này hôm nay nó thuần chậu thì nó cũng đi những cái rễ cám, hiện nay cây nó đã cứng cáp rồi nha anh em. Rồi thêm sẽ qua tiếp một cái loại tiếp theo luôn nha. Còn đây là cái loại bạch mai đọt hồng nha anh em. Cái loại bạch mai đọt hồng này á, giá là 50 ngàn đồng một cây ha. 2 cây gửi hàng, 10 cây thì mới được bao ship nha. Tại vì cái loại này nó rẻ tiền ha anh em. Nó nâng cái số lượng cây lên. Đấy. Cái số lượng cây của nó thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà cái giá thành của nó thì nó sẽ không có được cao ha anh em. 10 cây thành tiền thì nó chỉ có 500 ngàn thôi ha. Cho nên 10 cây thì mới bao ship cho anh em mình được nha. Cây thì đã ghép nè. Lên đọt non, búp đọt non như thế này rất là đẹp nha anh em. Thì khi mà giao hàng đi cho anh em á, là em sẽ lấy những cái cây á, mà nó nổi tội. Nguyên tông nguyên cái luống này nè, em sẽ giao hàng cho anh em ha. Đó, em sẽ bóc những cây như thế này, em sẽ giao. Cái bạch mai đọt hồng này á, khi mà ghép lên nè. Cái đọt non của nó vừa ra thì nó sẽ hồng, mà cái nó hồng nó rất là đẹp ha anh em. Mặt bông của cái loại này á, thì nó sẽ dao động cho từ 8 cho tới 22 cánh ha. Theo như em được biết á, thì cái dòng bạch mai đọt hồng này á, là bây giờ so với những cái dòng bạch mai kia á, thì nó sẽ nhiều cánh hơn những cái dòng hồi trước nha anh em. Cái dòng này sau này được cái lá nó đẹp nè. Còn cái số cánh của nó thì nó cũng nhiều hơn, nhiều cánh hơn những cái giống hồi xưa nữa ha. Rất là đẹp nha anh em. Gốc thì đều được quấn đế quấn rễ hết như thế này ha. Cái gốc của nó ở đây thì bằng cái điếu thuốc của mình nha anh em. Cây hiện tại đang nằm trong một cái bầu C6 ha. Củ đế thì nó quấn đều 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 vậy hết nha.
cái dòng bạch mai này á, nó chịu ở tông mát nha anh em. Khi mà anh em chốt cây về chăm sóc nó cũng ở tông mát nha. Chứ cái loại này á, đem ra ngoài nắng thì nó sẽ dễ bị cháy mấy cái ghìa lá này, là cái cây của mình nó sẽ chậm phát triển nha anh em. Tại vì cái loại này là cái lá nó mỏng ha, anh em chăm sóc ở tông mát thì cái cây này sẽ dễ phát triển hơn nha. Lá nhìn rất là đẹp ha anh em. Rồi thì em sẽ qua tiếp một cái loại tiếp theo luôn nha. Rồi mình sẽ qua cái loại mai đánh số nha anh em. Cây mã số 1 ha, cây này là ghép giảo đa phúc luôn nha. Hôm nay cũng nhiều anh em gọi vô tìm cái loại này thì bữa nay lên được một cặp ha anh em. Cái dòng này bây giờ tương đối của nó thì nó còn rất là mới, cho nên cái hàng mà để chơi Tết được nè, chứ là cái cây lớn cây to thì cái số lượng cây ngoài thị trường thì nó có rất là ít nha anh em. Thì lâu lâu tìm được một hai cây thì có được cây nào lên giao lưu với anh em cây đó thôi, chứ nếu như mà có cây quay chuyên về cái loại này bán mỗi ngày chắc không có đâu anh em. Cây rất là quái ha, dạng đế nơm nữa nha anh em. Mã số 1, cao 80, rộng 70, rộng là cái đường kính tàn của cái cây nha anh em. Cũ 50, cũ là cái bệ đế ha, nguyên tràn nguyên một cái hoành cũ như thế này là hoành 50 nha. Hoành 12, hoành 12 mình sao đôi sát ngày tăng cái cổ này nha anh em. 12 ha. Giá là 2 triệu 2 đó, gồm tiền ship rồi nha. Cái loại này cũng như những cái loại kia nha anh em, khi mà ship hàng đi cho anh em á là cũng không có ship cái chậu này luôn. Cái chậu này giờ nó nặng dữ lắm, nặng mà đem đi á thì tước sau thì nó cũng bể nha anh em. Cho nên anh em về chuẩn bị một cái chậu đẹp ha, sang vô đặt nguyên cái bầu cũ này nè, giữ nguyên cái bầu cũ này ha, anh em sang dùng cái chậu mới thêm tấu sơ dừa rồi anh em vô thôi nha. Cái cây này giờ đường kính chậu thì nó khoảng lọt lòng thì khoảng 2 tấc rưỡi nha anh em. Này về anh em sang vô một cái chậu 3 tấc cũng được ha. Cây thì đã vô dây chỉnh sửa rồi, tháo dây luôn rồi ha, chịu dây tháo dây luôn rồi nè, nút nụ rất là ngon ha. Cái dòng giảo đa phúc này á, được một cái là nó rất là mạnh nha anh em. Cái cốt ghép của nó đây là nó rất là mau mạnh ha, nó mau mập ngay chỗ này. Như cái cây này á, một mùa của cái loại này là bằng 3 mùa của người ta là anh em. Tại vì cái loại này là loại mạnh ha, anh em thấy nè, em ghép vô đây ngoài 1 năm mà cái nó đã liền cái cốt này nè, mà bây giờ nó còn kéo thêm cái đầu đây nữa nè. Cái này chừng 5-7 tháng nữa thì nó cũng kéo bít cái đầu này luôn nha anh em. 5-7 tháng là cái bo bên đây nè, nó ôm vô đây, rồi bên đây nó ôm vô đây nữa thì nó cũng bít luôn nguyên cái đầu này nha. Nó rất là mạnh luôn. Cây thân co rất là quái nha anh em. Mã số 1, giảo đa phúc, giá là 2 triệu 2 đó, bao gồm tiền ship rồi nha anh em. Tiếp theo là cây mã số 2, cây là ghép giảo đa phúc luôn nha anh em. Hoành 14, cao 75, bay là 65, bay là cái đường kính của tàn nha anh em. Từ đây qua đây ha, ở đây nó có một cành bay cái đây nè, anh em về dưỡng cành này cho nó bay xa ra cũng rất là hay nha anh em. Giá là 2 triệu đó, bao gồm tiền ship rồi ha. Hai cái cây này làm thấy cái đường thân của nó nhìn cũng rất là giống nhau luôn anh em. Đường thân của nó rất là giống nhau ha, anh em có thể lấy hai cây này, anh em có thể lấy hai cây này về đặt cho nó giống ha. Cây mã số 1 đây nè, cây mã số 2 ha, hai cây này rất là giống nhau nha anh em. Cây củ đế nó cũng quái nè. Và cái cây này á, nó có một cái lỗi nhỏ này nè anh em. Nó có một cái lỗi đây á, là nó bị lũa đây ha, nhưng mà cái chỗ này bây giờ là nó đã cứng rồi ha, giống như là nó quá đá rồi vậy á. Nó cứng rồi, nó không còn ăn vô nữa. Cái nhựa của nó đây nó còn, nó đang kéo nó ôm vô nè. Cái chỗ này anh về anh em tha keo, anh em xử lý thêm cái chỗ này ha. Cái chỗ này cũng không có đáng kể nha anh em. Cây nụ nút rất là ngon ha, nụ như thế này giờ chờ ngày lặt lá thôi nha anh em. Mã số 2, giá là 2 triệu nha anh em. Tiếp theo là cây giảo siêu nụ nha anh em. Thì cây này cũng là cây cuối cùng video ngày hôm nay luôn ha. Thì cái cây này nó hơi nặng nha anh em. Em không có, nó hơi nặng thì em sẽ đi bốn mặt em quay cho anh em mình ha. Cây tàn thông giót đọt lên rất là đẹp nha anh em.
chi cành đóng rất là đều ha. Cây là cây giảo siêu nụ, cây ghim luôn nha. Quá tí vàng nụ nó nè. Tụi em thấy ha, kéo cái có dây luôn ha. Nó có cái chớp đọt ngoài đây đó nè. Nó có con chớp ngoài đây mà tới ba cái nụ ngay chỗ này luôn nè anh em. Cây này giờ còn lá, nhìn cái vàng nụ nó cũng chưa có tê lắm ha. Cái này anh em tới ngày lặt lá ra là nguyên cái, nó là nguyên cái bộ nụ này ra nó vàng ngính, nhìn nó đã dữ lắm luôn anh em. Nụ quá nụ luôn. Cái này siêu siêu nụ luôn á. Cây này là cây ghim nha anh em, cây ghim ương từ hạt lên ha, không có ghép cành ghép nhánh từ nhỏ gì hết nha anh em. Khiếp nụ luôn ha. Hoành 22, cao 1m6, giá là 4 triệu đó, gồm tiền cước rồi nha anh em. Cây này cũ đế dưới đây, em thấy cái bệ đế nó dưới đây anh em về moi thêm cái chỗ này dưới đây là nó còn đế dưới đây ha. Nhưng mà này em tòng ở tông chậu không có, nên chủ yếu là cái bộ tàn thôi ha. Tòng sao vàng xương cho nó cứng cáp rồi cây cho nó cho nó lực ha, chứ không có chú tâm vô nhiều bộ đế. Nhưng mà bộ đế dưới đây là nó còn nữa dưới đây nha anh em. Vậy anh em xử lý thêm chỗ này ha. Giá là 4 triệu đó, gồm tiền ship rồi nha anh em. Đối với những anh em á, cái cây này hiện tại á, vườn của em á là ở chợ Lách Bến Tre nha anh em. Anh em nào ở gần á, ở Tà Vinh nè, Tà Vinh, Long An, Vĩnh Long đó, nó gần ở khu vực chỗ em á, anh em chạy tới lấy trực tiếp luôn á, thì em sẽ bóp thẳng cho anh em á, là 500k ha, là giá 3,5 triệu nha anh em. Còn nếu như mà ship hàng đi cho anh em á, đóng gói ship hàng đi thì bao ship cho anh em luôn là giá 4 triệu nha anh em. Chì cành của nó đóng rất là đều ha. Giót đọt đi lên nè. Cây này về chơi Tết xong xả bo, cây này cũng gần 1000 bo anh em. Cành nào nó cũng đều như cành đó hết ha. Rồi thì cái số điện thoại của em thì em sẽ ghi trực tiếp tên phần tiêu đề ha. Thì có gì anh em muốn chốt cây nào, lấy số lượng từ bao nhiêu cây thì tao đổi như thế nào, thì anh em cũng cứ gọi trực tiếp vô số điện thoại tên phần tiêu đề. Chứ nhiều khi anh em bình luận vô trong phần video thì em sẽ không có theo dõi được cái bình luận nha anh em. Rồi em xin kết thúc video nha. Em cảm ơn anh em rất là nhiều.